Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo phụ nữ hạn chế lượng đường bổ sung hàng ngày không quá 100 calo, khoảng 25 gram hoặc 6 thìa cà phê và nam giới không quá 150 calo, khoảng 37,5 gram hoặc 9 thìa cà phê. Ăn nhiều đường hơn sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ, ngoài ảnh hưởng sức khỏe còn dễ dẫn đến bệnh tật, tốc độ lão hóa tăng nhanh không tưởng. Dưới đây là 7 dấu hiệu cảnh báo chị em đang ăn quá nhiều đường cần điều chỉnh lại gấp. 1. Bạn luôn thèm ăn đồ ngọt. Theo tiến sĩ Amy một chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, nếu liên tục thèm đồ ăn hoặc đồ uống có đường, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang tiêu thụ quá nhiều đường. Điều này là do lượng đường trong máu tăng đột biến, có thể dẫn đến một chu kỳ thèm ăn và tiêu thụ đồ ngọt quá mức. 2. Mức năng lượng trong cơ thể luôn thay đổi. Nói về sự sụt giảm lượng đường trong máu, một triệu chứng khác mà bạn có thể gặp phải sau khi ăn quá nhiều đường là sự dao động về mức năng lượng. Nguyên nhân có thể là do lượng đường trong máu tăng đột biến. Tiến sĩ Gutsan cho biết, chế độ ăn nhiều đường có thể dẫn đến tăng và giảm năng lượng đột biến. Nếu bạn cảm thấy hiếu động thái quá và sau đó đột ngột mệt mỏi, rất có thể là do tiêu thụ quá nhiều đường. 3. Sức khỏe răng miệng có vấn đề. Nếu bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe răng miệng thì đường có thể là thủ phạm. Tiến sĩ Gutson cho biết, đường là nguyên nhân chính gây sâu răng, vì vậy nếu bạn thường xuyên gặp các vấn đề về răng miệng, đó có thể là dấu hiệu của việc tiêu thụ quá nhiều đường. 4. Tăng cân. Nếu thường xuyên ăn quá nhiều đường, bạn có thể nhận thấy mình đang tăng cân. 5. Bạn có thể bị đau mãn tính. Thật không may Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm và đồ uống có đường liên tục có thể dẫn đến đau mãn tính. Một báo cáo đăng trên tạp chí Y học lâm sàng cho thấy, ăn quá nhiều chất béo và đường ở bệnh nhân viêm xương khớp làm gia tăng tình trạng đau mãn tính. Một báo cáo khác đăng trên tạp chí Frontier In Nutrition cho biết, đường bổ sung là đồng phạm của chứng viêm, góp phần gây ra tình trạng viêm đau mãn tính. 6. Luôn cảm thấy đói, không hài lòng. Thực phẩm có đường được biết đến là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy đói. Vì vậy, điều quan trọng là phải chú ý đến cảm giác no của bạn sau bữa ăn. Đường thường chứa nhiều calo nên khi ăn xong, cơ thể bạn có thể cảm thấy no. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, cơ thể đốt cháy đường nhanh chóng, bạn sẽ bị đói, thèm ăn vặt và cuối cùng sẽ ăn thêm các món nhiều đường. 7. Bạn có thể bị cao huyết áp. Ăn quá nhiều đường có thể làm tăng huyết áp ở một số người. Ví dụ, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí NUTRINTS cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tăng lượng đường bổ sung và mức huyết áp cao hơn ở những người tham gia trong độ tuổi từ 65 đến 80. Nếu nhận thấy huyết áp tăng có thể bạn đã tiêu thụ quá nhiều đường, đường bổ sung làm tăng axit uric trong cơ thể, do đó ức chế sản xuất oxit nitric. Oxit nitric cần thiết để giữ mạch máu hoạt động hiệu quả và khi oxit nitric trong cơ thể giảm, huyết áp sẽ tăng lên.